Thưa quý vị, cuối năm là cơ hội vàng để các doanh nghiệp gia tăng mở rộng sản xuất kinh doanh do nhu cầu của thị trường tăng cao. Thời điểm này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới để tạo tiền đề cho hoạt động kinh doanh những tháng đầu năm 2024, ghi nhận của phóng viên VTC10. Mới đây, Gelico Group, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp xanh, nhà hàng, đã tiếp tục mở rộng trụ sở kinh doanh mới tại thành phố Hà Nội. Đây là một trong những chiến lược mở rộng thị trường kinh doanh đa dạng của doanh nghiệp này. Gelico Group hôm nay ra mắt với những dự án đặc thù, đó là dự án về giáo dục, dự án về nông nghiệp và xoay quanh dự án giáo dục thì chúng tôi có nhấn mạnh cái vai trò giá trị của nền giáo dục, đào tạo về kỹ năng, đào tạo về ngôn ngữ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ ra mắt một dự án sắp tới, đó là đào tạo cho trẻ tự kỷ từ 0 đến 16 tuổi. Nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, Quốc hội thông qua chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% trên một năm xuống 8% trên năm, áp dụng cho đến cuối năm 2023. Từ những hỗ trợ trên, các doanh nghiệp hầu hết đã quay lại sản xuất, kinh doanh ổn định và thành lập doanh nghiệp mới, thu hút đầu tư, tác động tích cực đến việc phục hồi kinh tế của năm 2023.